Hello, welcome to my channel. Hôm nay mình đi chơi 8 trò với cái game Zombie Tsunami đầu tiên. Chào mừng người này. Chẳng có sự kiện không, chủ nhật này. Chẳng có nhiều sự kiện quá. Đây. Let's go. Ăn 7 birdie. Cẩn thận, có một Santa thôi. Đây là và bó một tên lửa to thế. Tên lửa rất là to. Hai con. Ăn con nữa nào. Ba con. Bốn con. Năm con nữa. Rất là ăn nhiều phết đấy. Ôi. Ôi giời ơi. Ta vẫn hồi sinh được này. Hồi sinh này chỉ được mất 25 kim cương. 25 kim cương là rất khó có thể kiếm được ấy. Có chưa? Ủa đông không? 6 con này. Hai con xe tăng này. Yeah. Thắng rồi, chúng ta sẽ chơi một cái skill nữa này. Đây. Ăn 33-35 nghìn dân nhé. Quá nhiều dân này chẳng mấy chốc mà hoàn thành. Chúng ta sẽ vào cái trò Scary Teacher. Vậy nào. Mình sẽ vào chơi cái phần này. Lúc sáng mình chơi một lần cái phần này nhưng mà không thành công. Xịt. Hy vọng là bây giờ mình thử lại nó sẽ thành công hơn. Let's go. Yên tâm một điều là bà giáo đang đi vào trong phòng nhà kho à. Rất này lạnh đến nỗi mà cảm giác cảm ứng nó không được ăn lắm. Lạnh quá. Sinh tố. Chắc là cho cái cốc nước này. Còn gia vị nữa. Ôi, đây. Tương ớt. Tương cà chua. Ôi, không cho được vào à? Cầm chai này xem nào. Không cho được vào. Spoil here là cái chai gì không biết. Không lọ nào cho được vào cả. Lại bị tóm. Rồi mình sẽ sang trò Duelist Stickman. Tan. Batman và Goku. Goku này đừng tưởng Goku. Anh sợ nhá. Trời, nó chuẩn bị bắn Kametoko nơi rồi. Ui. Tao di chuyển tức thời đi nào. Quả này quẳng rồi. Goku quả này quẳng rồi. Ui không quẳng à. Ôi trời ơi, mình bị bánh mì kẹp thịt đứng trên rồi. Cho nên tàn Goku cầm khiên của Captain. Còn có đôi giày đây. Đôi giày này mua bên Úc đây. Giày này cực xịn. Yeah.
Nick. À ha, chúng ta có song kiếm. Song kiếm hợp bích. Wow 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 wow. Thể hiện vài cái đường võ chết trận, nhưng cái đi hình này nó không được ổn cho lắm. Wow. Hay thế. Lần này mình tặng một cái búa, cái chùy đấy không biết. Chú. Cái này chỉ dùng một tay thôi, không dùng hai tay. Ôi, chưa rơi. Mình cứ tưởng vào đi mình sẽ bị rơi xuống nước cơ. Nhưng mà wow. Wow, lần này có găng tay vô cực này. Hay quá. Găng tay vô cực thì đích sợ cái gì cả. Nổ. Mình vừa tạo ra một cái hố đen, nó kéo cái thanh niên kia. Hay quá, rồi găng tay vô cực này sướng lắm. Trời ơi, nó lại cầm cái búa này. What's up? What? Ây da, kinh thế nhỉ. Cứu tao với. Đúng là ngu người luôn á. Và chơi nó vào này nhá. Chú đồ này nhìn nó thanh nhìn. Wow, cái này nó gọi là một cái tí xét này. Một cái tí xét hòn. Tọc xuống. Ui dê. Bắn. Ui. Win rồi. Mình chơi vào cái trò ice cream. Đây nào. Ở chơi luôn đi. Hi Jay, are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Cô nàng gọi ra ăn kem này. Lúc nào cũng vậy. Chúng ta sẽ vào đi cứu, giải cứu của cô bạn này đi. Tiên phải nhập cái này đã. Cái này phải mất thời gian để gắn cái tấm bản đồ cơ. Rồi, mình gắn được bản đồ rồi. Thì nó mình sẽ nhảy lên xe và chuồn luôn. À, quả này ok rồi đấy. Được rồi, ô, bản đồ chữ action. Cứ tưởng là gắn trước là nó sẽ được cơ chứ. Thế mà không được à. Quá nhỏ nồi luôn. Bản đồ mình gắn rồi đúng không? Đây có bản đồ rồi đây. Đủ. À, cho thử nốt lần cuối xem nào. Đủ vậy chơi. Ủa đây ông này, ông ngay đây này. Đây hàng. Quả này lên xe thành công rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ông ta tận đằng kia cơ, mình lại đằng này. Rồi đi đâu?
ta sẽ ra khu đạp xiếc. Mình không nắm rõ là cái cốt truyện thế nào nên là mình chơi lung tinh, kệ thế nó mới vui, chứ còn ai biết rõ thì chơi thì khó lắm. Xuất hiện trong này rồi mình đi vào cái góc này. Trong này di chuyển chậm đấy, mình cắn đuôi không ấy. Thôi đi vào đây đi. Chả cái điều cười ghét thật, cười như bao giờ chưa được cười. Chúng ta lên tầng 2. Lên tầng 2 này. Trên này có cái ban công nào. Đồ không mở cửa. Ôi vừa nãy mình cũng chơi lên tầng này thì ngọn đứng âm ra được. À cái anten đâu, chúng ta phải điều chỉnh cái anten thôi. Anten thôi đâu, làm gì có. Đù lừa tôi rồi. Có nhảy được không? Trò này nó không cho cái nút nhảy đâu. Xem có chìa khóa hay gì đây không? À đây, lên anten các bạn ơi. Mình còn lên đây, bố ai mà cứu được. Lên, ô không lên được à? Lên đi, lên. Lên. Ủa không thể lên được cái anten này này. Trên này có cái gì đấy? Đây nó lên cho anten này này. Có dấu tiền, dấu vàng đấy. Nghe cái giọng nói quen quá nhỉ. Chắc đang ở dưới tầng dưới này, bên ngay mà. Đây cả linh hồn này. Chúng ta sang trò Tank Star. Đây nào, online đi. Online nào. Online này mới tìm được những người bạn tốt bắn nhau chứ. Đánh cái máy nó lại không ok cho lắm. Chúng ta sẽ zoom lên. Khoảng cách này khá là gần đấy. Khoảng cách này mình có thể nã luôn phát vào đầu rồi. Bắn luôn nhá, bắn rồi. Ủa thanh niên này không có tên à? Chết rồi, mạng lag rồi. À, trời ơi sao cái pha nó giật kinh chi thế nào. Ồ nó giật một phát mà mình cảm giác là vừa như chết đi sống lại. Chúng ta sẽ bắn cái quả siêu tinh lửa này, vỡ mồm con chó sồm luôn. Chú chú. Đấy mình phải zoom to một tí. Ôi ôi, bắn kinh thế. Chả bắn khiếp thật đấy. Chúng ta sẽ sang Subway Surfer. Let's go, hôm nay hoàng tử Nikolai. À, hoàng tử của... Xứ sở gì, quên tên rồi. Dubai, hoàng tử của Dubai hôm nay là không mặc cái trang phục là hổ báo cáo chồn rồng nữa. Mà anh đã thay bằng một cái trang phục khác. Áo khoác của bì luôn. Toàn hàng hiệu. Một bộ đồ, một cây trắng, một cây trắng. Đấy. Một con hổ trắng đấy. Trang phục vẫn toàn bằng vàng, vẫn các thứ vẫn đeo đầy đủ đấy. Không thiếu một cái gì cả. Thiếu một cái kiềng. Không có cái kiềng này. Anh ta chắc là sợ kiểu chạy nặng quá, chạy mệt quá, tháo hết kiềng đi. Ô, nhìn này, nhìn phía sau này. Lặng im nhìn phía sau này, nhìn trông xịn xò. Cái con ván trượt này đúng là
hợp người hợp xe, đúng chất dân chơi. Ai mình thấy mình có khả năng phối màu rất tốt. Ui chết chết. Ui hồi. Chắc là mai kia mình sẽ quay một loạt các clip của những cái game nào mà có cái icon Giáng sinh ấy. Mình chơi luôn. À, chúc mừng Giáng sinh ấy. Bài đáng nhé, không phải cưỡi cái bình sơn đánh, phải cưỡi tên lửa. Ô để tí nữa về xin bố đấy, xin bố tiền đấy, không mới mua tên lửa cưỡi được. Tiêu người không có tiền đâu, ông này vẫn sống dựa tiền của bố thôi. Đã, đây nhìn cái bình sơn này trông nó không xịn sò lắm so với cái anh chàng này mình đang điều khiển này. Đáng nhẽ cái bình sơn ấy, nó phải là mỗi một bình sơn là một nhân vật khác nhau thì nó mới hay. Không biết là nhà phát hành game có ý định làm thế không. Chúng ta sang cho Bad Hungry. Màn này khó lắm, màn này không ai chơi được đâu. Ôi lại bị bế đi rồi. Ôi tại sao nó lại khó như thế, tại sao nó lại khó vãi chưởng như thế nhỉ? Không biết là các bạn trong này, khu vực cho các bạn là lạnh bao nhiêu độ, này lạnh vãi chưởng nên mình cảm ứng vào cái này. Nó còn không ăn nữa, có lúc nó còn không ăn cảm ứng rồi. Quá nguy nổ, ôi mừng chảy nước mắt. Ây, nùi, vãi một quả. Nhưng cái màn này nó còn dễ hơn. Ôi màn này còn khó hơn này, màn này là lắm mồm lắm. Khó thật đấy. Mình đi sang cho Granny chấp 2. Wow, sáng sủa phết đi. Chơi luôn. Ủa, day one này. Wow, mình đang tỉnh dậy ở một nơi rất xa, nơi không có điện. Let's go. Trò này chơi như nào nữa. Mình ít khi chơi trò này lắm, bởi vì nó tối quá. Ôi có tiếng bước chân đâu đấy. Ôi ghê vai, tiếng thở dài ghê vai. Chà kêu ghê ôi. Này đi về đâu nhỉ? À lên tầng. Ôi. Ghê vãi. Mấy con ma này. Rồi mình sẽ sang day 2. Sống lại rồi, tôi lại sống lại ở một nơi rất xa. Nơi có đúng một cái căn phòng. Có mấy cái bức tường này, bức tường bằng gỗ. Chỗ này muốn đốt cháy chắc là cháy nhỏ lắm đấy.
mấy cái con lợn này. Đấy, đi vào trong nhà vệ sinh, đi vệ sinh cái như nào. Ủa tối còn chả nhìn thấy mẹ gì cả. À chúng ta sẽ tìm một cái công tắc nào đó đúng không? Đây rồi, có một cái búa đi. Không cầm được à? Ok, đó là tất cả 8 trò chơi trong ngày hôm nay của mình. Goodbye, see you again. Sợ quá.